Vâng, ngày hôm nay em Lê ra học ở Thuận An, Bình Dương, lại lên cho anh em và mọi người một cái sản phẩm của Kenwood SL3 mà có EQ dàn nháy cũng giống như là chỉnh bass rồi laser, EQ laser ở 3D ở trên hình, và công suất rất chi là khỏe và cho một chất âm rất chi là hay, mà rất nhiều anh em cũng đang đi kiếm, cũng giống như là đi tìm cái sản phẩm này để mua bởi vì chất âm của nó rất hay. Thì em học xin đầu tuần em học xin chúc tất cả mọi người là xem video và đăng ký kênh của em học, và cũng đồng thời là chúc tất cả mọi người trên toàn quốc có một tuần mới là vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì ngày hôm nay em học sẽ lên cái bộ dàn này và giới thiệu qua về cái ngoại hình cũng giống như là tình trạng và kích thước giống như thực lệ. Thì em trước tiên em sẽ đi về mặt trước. Thì mặt trước thì bao gồm là hai loa và một cái đầu. Và một cái đầu thì trước màn hình điện thoại của em đây thì là hiện tại em đang test. Em test nghe từ chiều hôm qua tới bây giờ và chưa em cũng chưa có vệ sinh. Bởi vì sáng nay cũng bận đóng tí hàng gửi cho khách phương xa, những anh em đã ủng hộ. Và hai cái dây căng thì qua trên đường vận chuyển ấy, thì là nó là hàng bãi Nhật nội địa, cho nên là về hình thức về ngoại hình thì nó có cũ đi theo thời gian. Và đây là hai chiếc dây căng thì nó có bị gãy những kiểu cái chỗ như thế này, thì tí chút xíu nữa em sẽ ghim keo lại đó. Chiếc này cũng như vậy, nó có bị gãy đấy, còn đang mới nhưng mà do vận chuyển nên nó gãy, bởi vì cái dòng này, cái căng này nó rất là yếu. Đây cũng vậy đó, thì cũng xin giới thiệu qua chi tiết cho các bác là như thế. Thì bác nào mà không có chỉ tin về vấn đề chất âm và ngoại hình, không cần thiết thì lấy cái bộ này về để nghe. Và trước mặt em là hai một đôi loa, có một đôi bát rất chi là đẹp, mắt lõm, viền vải, tẩm dầu, cứng, đó, chất rom và la hoai gai, thùng lò thông hơi ở đằng trước. Đấy, và đây là bằng gỗ nện, thùng thì bằng gỗ nện. Đấy, và mặt thùng thì giả gỗ. Còn về cái đầu thì EQ dàn nháy và tất cả những cái nút chỉnh ở trên này, và đây là bass. Khi mà mình bấm chế độ bass thì đừng lòng trong này, chỗ volume này là chỉnh, đây là volume lại lên xuống, và đây là cửa CD. Và trong cửa CD thì có những nút chỉnh AUX, rồi là những cái này. Có những bác lấy những cái bộ dàn này của em về thì chưa sử dụng quen cho nên là ít, cho nên là không tìm được cái nút AUX. Và nút AUX nào ở bên tay trái màn hình chúng ta, và nút đầu tiên nhé các bác nha. Đấy là nằm ở trong cái nắp CD. Thì CD của cái con này là ra bình thường, nhưng mà mắt là không có đọc, là không đọc CD. Em cũng không kiểm tra, không biết là hư hay là không mở, không biết là hư hay không. Và MD thì là chạy, mà táp thì chạy nhưng mà không được bon lắm. Đấy, còn đây là em đang nghe nhỏ với chế độ AUX, sáng em cà phê. Và chiếc loa bên này cũng như thế. Thì cơ bản đó là những cái mặt trước, thì bao gồm là Vlix, rồi bass, rồi vít, rồi là 3D, là 3D mà là màn hình hiển thị. Đấy là có con này, là cái này đây các bác. Đấy. Thì em sẽ xoay qua về mặt sau. Đây là mặt sau của chiếc loa. Đấy. Công suất là 30W và 6 ohm. Và loa là sản xuất ở Malaysia. Đấy. Và đây là chiếc loa bên này. Đấy, dây nó dài cho nên em xoay. Nay em không cầm điện thoại nữa, nó quay nhìn nó khó chịu. Đấy, 6 ohm và đây. Là loa bên này, rất đẹp. Đây, thùng vách rất là đẹp. Đó. Và em quay qua cái đầu. Nay em để ở dưới đất để nó dễ quay hơn. Để dưới nền gạch. Đây là cái đầu. Đằng sau là cái đầu. Đấy, thì hai dây loa của em đang nối. Đen vào đen và đỏ vào đỏ. Và đầu dây nguồn và là về đệm 100. Đây là anten. Và thùng vách đằng sau. Rất đẹp.
Và công suất của con này là 85W, thì bao gồm là sản xuất ở Malaysia luôn, điện 100. Và con này là có cổng súp dưới, súp ao ở dưới cổng AUX là nằm bên dưới. Thì công suất nó cao để nó gánh cái watt, đó là về phần đằng sau. Thì qua vận chuyển đó, cái nách ở bên này, đây là nách bên này em chưa có vệ sinh, nách bên này thì là ok, không vấn đề. Nhưng mà cái bộ này nó có cái nách ở ở bên này. Đấy, nách ở bên này của em á, thì là hiện tại là nó bị, thứ nhất là bị gãy, gãy cái lẫy nhựa ở bên trong. Gãy cái lẫy nhựa ở bên trong cho nên là cái góc ở bên này, khi mà mình để ở bên tay trái mình á, bên nách á, bên hông á, thì là nó bị giống như là nó hơi hở cái này ra. Tuy rằng là không còn ốc, ốc thì đã văng ra bởi vì nó gãy cái lẫy ở bên trong, nhựa ở bên trong của cái nắp này, nó liên thông giữa, liên kết giữa cái này và cái này thì nó sẽ không được kín. Đấy, nhưng mà vẫn em còn ba con ốc ở dưới này thì là vẫn ổn định, không vấn đề gì cả. Đấy, thì em không ảnh hưởng đến chất âm và cũng đồng thời là không ảnh hưởng đến bo mạch, cũng không ảnh hưởng đến tất cả mọi cái. Đấy, thì là vẫn ok. Thì khi mà mình để vào như thế này thành một bộ mà trưng bày thì là vẫn không vấn đề, không vấn đề. Đấy, thì còn cái phần cơ bản là phần e căng thì cũng qua vận chuyển là hàng bãi nó bị gãy như thế, thì em cũng nói rõ trước khi em hàng mua, ai mua như thế nào thì tình trạng như thế nào thì em sẽ nói rõ là như thế. Còn là cái dàn này thì em bán rất là rẻ, và tí này em sẽ có ghi vào trên màn hình. Đấy, và thay vì là nó theo tới tình trạng hàng của em thì em ở tại Bình Dương cho nên là nó đầu nguồn, thì có cái là em bán 1 triệu 1 triệu mốt, hoặc là các bác thương lượng thì có thể là em để 1 triệu mốt, nhưng mà cũng có thể là 1 triệu là bay, là vuông thành sát cạnh là đẹp. Đấy, và thậm chí là 1 triệu 50, rồi vân vân, loại giá thì được đồng nào thì em cũng lấy thêm để em mua bịch mê ơ và đóng cho các bác, chứ hàng đi cũng giống như thùng xốp thì hàng đi cho nó tốt thôi. Đó, thì bộ này là em thanh lý với giá 750 nha. Đấy, coi như là em bán để anh em giao lưu. Đấy, để các bác thẩm âm cái bộ dàn này, và rất nhiều anh em đã nghe cái dàn này rồi là được phản hồi rất chi là tốt. Đấy, thì đây là em đang mở cái nhạc về, mở đại cái nhạc về ở như điện thoại. Và AUX thì em cùng cuối video em cũng mở một chút nhạc để anh em chúng ta đều thẩm âm. Đấy, và bác nào tin tưởng em thì cũng đã mua hàng cho em rồi, thì giới thiệu qua khách thì cũng ủng hộ, cũng giống như là về để mình lấy cái mình nghe và trưng bày. Đấy, thì em có ghi số điện thoại của em là 0348 020 931. Số điện thoại của em là số điện thoại bán hàng rất chi là xấu, nhưng mà thực tế thì các bác đánh giá em như thế nào thì đánh giá. Đấy, còn số điện thoại xấu thì cũng chả nói lên vấn đề gì cả. Đó, và tài khoản của em thì dùng một số tài khoản, và Facebook của em thì dùng một Facebook bán hàng, và có Zalo và YouTube. Đấy, thì em cuối video rồi, em chúc tất cả các bác là một ngày làm việc là may mắn, mạnh khỏe và bình an, và một tuần là suôn sẻ, là một năm và nhiều năm sau đều hạnh phúc. Em mở tí nhạc. Ngày biệt ly trong mình chưa. Đời tôi ghi thêm một lần nữa.